Ông không biết đoán nhá. Làm cái đấy. Đặc biệt. Chúng tôi khó thăm các bạn ạ. Giờ lại phải cạo. Tôi lấy
thích hơn người kiểu bò này. Đồ quá. Cái sừng nó cơ nhau được giống nhau. Đâu đâu xong nào. Đi ra đi. Đừng ra thấy đi cả tôi còn. Nhiều lắm. Giờ mình bắt được cứ hết. Này. Em không lôi. Đi cũng đi. Nhiều lắm. Ôi chúng ta mới làm được cái con này lấy cái gì được không? Lấy được hết. Lấy được hết. Được quay lại cho nhanh. Đi thằng tao cho mắt hai loại thằng nó. Đứng đây làm hai ba mâm bây giờ đây. Cứ làm hai mâm thôi. Thank you.
mình ngồi ốc, ốc là mình kiểu các bạn ạ. Nó tốt ăn được rồi bác. Mời các bạn uống rượu chung nhau đây, làm cái đồng chung mà, bây giờ mới xong. Nào, mấy quán các bạn. Đấy, quán từ nửa sau đông gần người ta được cây. Rồi là ốc. Vâng, chào các bạn nhé, hôm nay là hôm nào đây nào đây. Anh em chúng tôi lại quay là ngồi chương trình này uống rượu đồng chung. Mời các bạn uống rượu chung nhau. Bye bye. Mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Ốc thì bắt ăn được. 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 Ốc thì bắt hôm nay con cái đầu làm vất vả quá các bạn. Đến giờ bây giờ 1:30 rồi. Đấy, ta đã gia đình được ăn. Sao mình chẳng thử xem không? Một chậu để dài quá. Không dài đâu. Rất dài. Chậu dài. Đây là thịt. Lại đi ăn nữa là thứ. Hôm nay mới bao nhiêu? Dài không? Dài. Mời bác đi chỗ. Mời bác. Mời bác nào. Hôm nay gia đình làm khoảng 30 phút đi ra cưới đi khách. Cần sao? Cái kéo. Cho mời bác.